Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình thời sự tối thứ hai ngày 30 tháng 4 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hôm nay kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Chúng ta như đang sống lại với những ký ức hào hùng của ngày 30 tháng 4 lịch sử. Thưa quý vị, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta trải qua 21 năm là cuộc kháng chiến cứu nước ác liệt nhất và phức tạp nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc. Và đỉnh cao của cuộc kháng chiến trường kỳ này là cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975, bắt đầu từ ngày 4 tháng 3 và kết thúc bằng chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Kỷ niệm 43 năm Việt Nam bước sang trang sử mới, trang sử của hòa bình, dựng xây, phát triển là dịp để mỗi chúng ta thêm tự hào về lịch sử dân tộc, về truyền thống kiên cường, bất khuất của cha anh trong đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và càng thêm quý trọng những tháng năm được sống trong độc lập, tự do. Hòa trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mời quý vị theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chương trình thời sự tối nay sẽ chuyển đến quý vị những nội dung chính sau đây. Phát huy hào khí chiến thắng của ngày 30 tháng 4 lịch sử, quân và dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ra sức thi đua đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Du lịch Bà Rịa Vũng Tàu đảm bảo môi trường du lịch sạch đẹp, thân thiện. Những thông tin thế giới nổi bật, Quốc hội Triều Tiên thông báo thay đổi múi giờ. Lãnh đạo Anh, Pháp, Đức thảo luận vấn đề thương mại và Iran. Nhiều cứ điểm quân sự của Syria bị tấn công. Thưa quý vị, tháng 4 hàng năm là dấu mốc nhắc nhở chúng ta về bước ngoặt lịch sử lớn lao của dân tộc. Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước cũng là mốc đánh dấu một giai đoạn mới, giai đoạn phát triển và hội nhập. 43 năm trôi qua, nhưng giá trị ngày 30 tháng 4 vẫn luôn âm vang, để chúng ta càng thêm trân trọng thành quả mà biết bao thế hệ cha ông đã dày công vun đắp. Trong những ngày tháng 4 lịch sử mùa xuân năm 1975, hòa cùng khí thế tổng tiến công trên khắp chiến trường miền Nam, quân và dân tỉnh Bà Rịa Long Khánh, nay là tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cũng mở mặt trận tổng tiến công giải phóng hoàn toàn quê hương. Với khẩu hiệu thần tốc và táo bạo, bí mật và bất ngờ, quân và dân toàn tỉnh đã hiệp đồng chặt chẽ với sư đoàn 3 sao vàng thực hiện đồng loạt cuộc tiến công và nổi dậy, đánh tan hàng vạn tên địch tại hai tiểu khu, 6 chi yếu khu, hàng chục trung tâm huấn luyện và căn cứ quân sự trên địa bàn. Với những đóng góp đó, nhà nước đã phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Bà Rịa Long Khánh theo quyết định số 72 ngày 6 tháng 11 năm 1978. Đây cũng là bước mở đầu cho những trang sử vẻ vang của quân và dân tỉnh nhà dưới còn cờ quang vinh của đảng. Ngày 12 tháng 8 năm 1991, Quốc hội khóa 8, kỳ họp thứ 9 đã ra nghị quyết thành lập tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhằm tạo ra điều kiện phạm vi phù hợp để tổ chức lãnh đạo nhân dân thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng quê hương. Phát huy tinh thần anh hùng trong chiến đấu, trong công cuộc xây dựng và phát triển hôm nay, ký ức về ngày chiến thắng luôn là niềm tin và động lực để đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bà Rịa Vũng Tàu vượt qua mọi khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng phát triển, hướng đến một cuộc sống ấm no, phồn vinh và hạnh phúc. Bằng sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, kinh tế của tỉnh trong những năm gần đây có tốc độ tăng trưởng cao, chất lượng giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên. Công tác giảm nghèo đạt được nhiều thành tích nổi bật, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày một nâng lên. Hiện nay, đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bà Rịa Vũng Tàu đang ra sức phát triển 5 mũi nhọn kinh tế, công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng, du lịch và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Nhìn lại chặng đường xây dựng và phát triển, nhân dân Bà Rịa Vũng Tàu có quyền tự hào, phấn khởi về những thành tựu đạt được. Thì bản thân tôi cảm nhận qua 43 năm, miền Nam hoàn toàn giải phóng đất nước cho đến nay thì về cái cuộc sống của người dân ở tỉnh nhà thì được nâng cao, về cái đầu tư cơ sở hạ tầng cho ở địa phương thì từng ngày phát triển rất là nhanh. Sau 43 năm là đất nước được giải phóng thì theo tôi cảm nhận là cái quê hương của Long Điền từng ngày là đi lên thấy là rất là rõ nét. Thì với cái bản thân của tôi là thấy cái quê hương của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mình là càng ngày là càng thay da đổi thịt,
và đưa cái nền kinh tế của tỉnh nhà ngày càng phát triển, xứng tầm với lại các tỉnh của đất nước của mình. Giải phóng thì cuộc sống của bà con rất là khó khăn, đường xá, các cơ sở giáo dục hầu hết là của chế độ cũ để lại, rất xuống cấp, rất điêu tàn. Nhưng nhìn lại trải qua 43 năm hiện tại hôm nay thì rất là đổi mới, khang trang. Đó là nhờ sự lãnh đạo của đảng nói chung, nói riêng đảng bộ Bà Rịa Vũng Tàu, trong đó có đảng bộ huyện Đất Đỏ và nhân dân huyện Đất Đỏ nỗ lực vươn lên, phấn đấu không ngừng. Phát huy hào khí chiến thắng của ngày 30 tháng 4 lịch sử, đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu luôn đoàn kết một lòng, ra sức thi đua đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, dựng bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 kéo dài 4 ngày, hàng trăm ngàn lượt khách du lịch lựa chọn Bà Rịa Vũng Tàu là điểm đến. Môi trường biển tiếp tục được bảo đảm sạch sẽ, giá cả dịch vụ được kiểm soát và không xảy ra tình trạng chặt chém là những tín hiệu lạc quan cho ngành công nghiệp không khói của Bà Rịa Vũng Tàu ngay từ những ngày đầu của đợt cao điểm mùa du lịch hè 2018. Sáng 30 tháng 4, lượng khách du lịch tiếp tục đổ về thành phố Vũng Tàu nghỉ dưỡng, tắm biển, vui chơi rất đông. Suốt chiều dài hơn 3 km biển bãi sau, từ chân dốc Kinh Phong đến khu du lịch Paradise, người tắm biển khen đặc. Trên bờ, các ngã đường dẫn vào thành phố Vũng Tàu như 3 tháng 2, 2 tháng 9, xe ô tô, xe máy nối đuôi nhau. Một số tuyến đường tập trung nhiều cơ sở lưu trú như Thùy Dân, Hoàng Hoa Thám, Phó Đức Chính, Phan Văn Trị, La Văn Cầu, Phan Chu Trinh, ngã tư Hoàng Hoa Thám, Võ Thị Sáu xảy ra ùn tắc cục bộ. Theo ban quản lý các khu du lịch thành phố Vũng Tàu, đã có hơn 200.000 lượt du khách đến Vũng Tàu. Tuy nhiên, do các ngành chức năng, doanh nghiệp trên địa bàn chủ động phương án phục vụ vệ sinh môi trường, bảo đảm an toàn cho du khách nên không xảy ra tình trạng quá tải. Nhiều trường hợp du khách mang đồ ăn, thức uống xuống biển được các lực lượng chức năng của thành phố ngăn chặn, nhắc nhở kịp thời nên toàn tuyến biển, công viên không tồn đọng rác thải. Tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông được đảm bảo, giá các sản phẩm ổn định, công tác cứu hộ, cấp cứu biển được chăm lo. Rất nhiều du khách hài lòng với môi trường, cảnh quan sạch đẹp của thành phố Vũng Tàu. Lần này là lần thứ hai mình đến Vũng Tàu. Những lần trước đến thì cũng đông vậy, và dịp lễ 30 tháng 4 thì rất là đông, và mình thấy năm nay là bãi biển rất là sạch sẽ, đẹp, giá cả thì cũng được, nói chung là mình cũng thấy ổn. Tại các khu du lịch, khách sạn trên địa bàn các huyện Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc cũng thu hút rất đông du khách về tham quan kỹ dưỡng. Từ tối ngày 28 tháng 4, các khu du lịch như Hương Phong, Hồ Cốc, Vic Resort, Vietso Petro Resort, Sài Gòn Quỳnh Châu, Thùy Dương, Lan Rừng Resort, Phước Hải đều kín phòng đông khách. Năm nay triển khai đề án phát triển du lịch bền vững của tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng với thành phố Vũng Tàu, các địa phương kiên quyết làm tốt công tác bảo vệ môi trường du lịch, kể cả khu du lịch lẫn khu dân cư, nhằm từng bước tạo dựng hình ảnh mới cho hoạt động du lịch của tỉnh, đưa Bà Rịa Vũng Tàu trở thành điểm du lịch hấp dẫn, tạo ấn tượng khó quên trong lòng du khách. Năm nào dịp lễ tôi cũng được đi ra biển tắm để cho nó thay đổi cái không khí. Năm nay tôi thấy Vũng Tàu rất là cải tiến, tốt. Biển nó không có rác như những năm khác, những chỗ bán hàng rong cũng có nữa. Tôi rất là vui và tôi sẽ khi nào có dịp nghỉ tôi sẽ đi tiếp. Trước đó, Sở Du lịch đã có công văn gửi phòng văn hóa thông tin các huyện thành phố, ban quản lý các khu du lịch và các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh về việc triển khai công tác đón tiếp phục vụ khách du lịch dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Theo đó, để bảo đảm an ninh an toàn cho khách du lịch trong thời gian nghỉ lễ, Sở Du lịch yêu cầu phòng văn hóa thông tin, ban quản lý các khu du lịch địa phương tăng cường kiểm tra, lắp đặt bổ sung biển báo, thiết bị cảnh báo cứu hộ cứu nạn trên bãi tắm, hồ bơi, điểm tham quan. Chúng tôi vừa rồi họp với ban chỉ đạo phát triển du lịch là quyết định là chỉ đạo tập trung phải thường xuyên khảo sát cái ao sấy cấm cờ hiệu, xác định cái ao sấy, cái phân luồng bãi tắm thì cũng phải tăng cường cái lực lượng cứu hộ, tập trung ở những cái nơi mà nó có khả năng là nguy cơ là uống nước cao. Chúng tôi cũng hết sức là quan tâm chỉ đạo này để nói chung những cái nội dung đó tạo hình ảnh đẹp, thân thiện cho du khách khi đến là Long Điền. Chúng tôi cũng đã tiến hành xây dựng các city tour, tuyến du lịch để hỗ trợ cho khách du lịch nghỉ
và nhiều ngày tại thành phố Vũng Tàu, các đoàn kiểm tra liên ngành cũng đã tiến hành kiểm tra thường xuyên. Thì cái việc niêm yết giá của các nhà hàng, khách sạn, các điểm du lịch là rất là tốt. Và các cái việc phòng cháy, chữa cháy cũng rất là an toàn. Và hiện tại thì các nhà hàng, quán ăn cũng đảm bảo được cái vệ sinh an toàn thực phẩm. Đối với các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, Sở Du lịch yêu cầu doanh nghiệp chủ động kế hoạch bảo đảm an toàn cho du khách, thu gom rác thải, chất thải liên tục để tạo môi trường sạch đẹp cho khách du chơi. Đăng ký niêm yết và bán đúng giá niêm yết, không sử dụng còn hồi, nghiêm phòng, cạnh tranh không lành mạnh. Đội ngũ nhân viên đảm bảo văn hóa giao tiếp, thái độ phục vụ văn minh, lịch sự. Tăng cường liên kết tạo chuỗi dịch vụ và có chính sách kích cầu phù hợp đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí của du khách. Chương trình thời sự tối chuyển sang các tin tức khác. Thưa quý vị, những năm trước đây, các kỳ nghỉ lễ luôn là thời điểm mà số lượng bệnh nhân đến cấp cứu tại các bệnh viện tăng đột biến do nhiều nguyên nhân, tai nạn giao thông, ngộ độc thực phẩm, đuối nước, v.v. Vậy nhưng 3 ngày nghỉ lễ vừa qua, ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa cho thấy số lượng bệnh nhân cấp cứu tại bệnh viện tăng không đáng kể. Không khí làm việc tại khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa ngày 30 tháng 4 không quá hối hả như dịp lễ này năm trước. Tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay, trung bình mỗi ngày, khoa tiếp nhận khoảng 240 bệnh nhân, cao hơn ngày thường khoảng 5% và không tăng so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, khoảng 50% số ca cấp cứu mắc các bệnh nội khoa như cao huyết áp, đái tháo đường, tim mạch. Số ca còn lại do tai nạn giao thông. Đáng mừng là 3 ngày nghỉ lễ vừa qua, số ca cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông so với ngày thường tăng không đáng kể, chỉ từ 7 đến 10 ca và chưa ghi nhận trường hợp nghiêm trọng. Trước nghỉ lễ đến nay thì số ca bệnh so với năm rồi thì cũng tương đương với nhau ha. Và những ngày thường thì cũng như những ngày lễ. Thì có trong đó thì có những số ca tai nạn giao thông thì có hơi tăng hơn. Về mức độ nguy hiểm thì tai nạn giao thông năm nay chưa có ghi nhận trường hợp nào nặng. Thường vào các dịp lễ Tết, khoa hồi sức tích cực chống độc và chạy thận nhân tạo phải tiếp nhận lượng bệnh nhân nhập viện nhiều hơn. Nhưng qua 3 ngày nghỉ lễ, tại khoa này không có nhiều biến động, chỉ có 3 trường hợp cấp cứu. Thường là đơn vị thận nhân tạo là chỉ chạy những bệnh nhân định kỳ thôi. Ngày lễ Tết này thì người ta sẽ ăn uống không có kiêng khem, thì người ta dễ rơi vào trường hợp chạy cấp cứu nhiều hơn. Thì tụi em vẫn có chuẩn bị sẵn sàng trong những trường hợp đó. Thì bản thân tôi cũng như các bệnh nhân chạy thận khác, trong những ngày lễ, ngày Tết này thì thường xuyên là phải ăn uống kiêng cử nhiều để cho tốt cho sức khỏe mình, không phải đi cấp cứu phức tạp ra. Dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, trung bình mỗi ngày Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa bố trí khoảng 200 nhân viên y tế trực cấp cứu và khám chữa bệnh, đảm bảo tất cả người bệnh khi đến bệnh viện sẽ được khám và điều trị kịp thời. Các khoa phòng khác của bệnh viện cũng sẵn sàng thu dung cấp cứu, điều trị và cách ly người bệnh theo đúng các hướng dẫn hiện hành trong tình huống có thiên tai, dịch bệnh, ngộ độc, tai nạn cấp cứu hàng loạt. Đáng mừng, tất cả các khoa đều không có biến động. Chỉ còn một ngày nữa là kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 kết thúc. Mong rằng mọi người đều có ý thức bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của mình tốt hơn để kỳ nghỉ lễ được trọn vẹn. Quyết tâm hạn chế kéo giảm tới mức thấp nhất số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, nhất là trong dịp cao điểm 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Công an thành phố Vũng Tàu đã tăng cường nhiều lực lượng, thực hiện liên tục, xen kẽ nhiều chuyên đề, khép kín địa bàn trong 3 ngày qua. Do dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 năm nay có số ngày nghỉ khá dài, nên khách du lịch đổ về Vũng Tàu trong những ngày qua tăng đột biến. Tình hình giao thông ở địa bàn thành phố Vũng Tàu vì vậy cũng diễn biến phức tạp hơn. Lượng phương tiện tham gia giao thông trên đường tăng. Một số tuyến đường bị ùn ứ nhẹ, xe di chuyển chậm như đường Trương Công Định, đoạn gần Bài Trước, đường Thùy Chân, khu vực Tượng Chúa Giang Tay, đường Trần Phú, khu vực Bài Trước. Tình huống này đã được dự báo từ giữa tuần trước, khi các cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố liên tục báo kín phòng. Chuẩn bị cho cao điểm này, Công an thành phố đã xây dựng kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông cụ thể, chi tiết, với nhiều chuyên đề, duy trì các ca kíp tuần tra liên tục trên đường. Trong đó, chú trọng việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa không để xảy ra ùn tắc, hạn chế nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông.
Thậm chí, nữ cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông cũng được tăng cường ra các vị trí phức tạp để làm công tác điều tiết giao thông. Bên cạnh đó, các tổ tuần tra liên tục tuần tra xử phạt lỗi đậu đỗ không đúng quy định trên một số tuyến đường trọng điểm để chống ách tắc giao thông. Thông thường vào các dịp lễ lớn, lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra nhưng ít xử phạt mà chỉ nhắc nhở người vi phạm là chính, nhất là ở địa bàn du lịch như thành phố Vũng Tàu. Tuy nhiên, xuất phát từ thực tế quý 1 năm 2017, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố diễn biến phức tạp, với 23 người chết do tai nạn giao thông, tăng 9 người so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, đối tượng gây tai nạn là do người điều khiển xe máy gây ra. Cho nên, dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, lãnh đạo công an thành phố đã chỉ đạo các lực lượng chức năng, chủ chốt là cảnh sát giao thông, quyết định triển khai tổng kiểm tra và xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm luật giao thông đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, tập trung vào các tuyến đường trọng điểm. Kế hoạch thì chủ yếu là tập trung xử lý theo từng chuyên đề, tập trung xử lý phương tiện xe mô tô, xe ô tô vi phạm luật lệ giao thông như các cái lỗi là lưu thông ngược chiều, ban đêm không sử dụng đèn chiếu sáng và phóng nhanh vượt ẩu, lưu thông sai làn đường, chạy quá tốc độ và vượt đèn đỏ. Những ngày cao điểm thì công an tỉnh cũng có phối hợp với lại tăng cường qua bên công an thành phố hỗ trợ địa bàn thành phố Vũng Tàu cái tuyến đường 329 khu vực metro là tuyến họ trước đây là thanh thiếu niên hay tụ tập là quậy phá hoặc là nẹt bô. Người tham gia giao thông thường có tâm lý dịp lễ phương tiện đông, cảnh sát giao thông khó bảo quản xuể, nên tình trạng vi phạm luật cũng có xu hướng gia tăng. Đây là một trường hợp vi phạm không đội mũ bảo hiểm. Khi thấy cảnh sát giao thông, người thanh niên này định bỏ chạy nhưng không kịp. Em nói anh, em không có lưu thông, anh hiểu không? Mà em không có đứng giữa một bên. Bây giờ bằng lái hay bất cứ cà quẹt em đều có, anh hiểu không? Anh đi ra đó bằng cái gì? Dạ. Anh dắt một xe ra giữa. Thì em dắt ra chứ em có chạy đâu. Anh dắt xe ra quận biên. Dạ. Em nói em nghe có hợp lý không? Chứ chưa bao giờ em nói chạy, em không có nón, em đợi người đem nón xuống cho em mà. Thấy hôm nay vô thông, em đâu có chạy. Còn đây là một trường hợp vi phạm khác. Em Nguyễn Minh Tú, sinh năm 2002, bị phát hiện không đội mũ bảo hiểm. Khi cảnh sát giao thông tiến hành lập biên bản đã phát hiện ra em Minh Tú còn vi phạm thêm nhiều lỗi khác. Lỗi của em nhé, em lưu thông không đội mũ bảo hiểm nhé. Với em chưa có giấy phép lái xe để điều khiển xe nhé. Em không xuất trình được chứng nhận đăng ký xe và bảo hiểm dân sự nhé. Rồi anh tiến hành lập biên bản tạm giữ xe em nhé. Riêng đối với nội dung phòng ngừa đua xe trái phép, lực lượng cảnh sát giao thông, công an thành phố Vũng Tàu phối hợp cùng với các lực lượng như BC67, BK20, lực lượng công an phường tổ chức tuần tra liên tục trên các tuyến đường trọng điểm từ 22 giờ đến sáng ngày hôm sau. Do làm tốt công tác này nên 3 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ, toàn thành phố không xảy ra đua xe trái phép, cũng không có tình trạng thanh thiếu niên chạy xe lạng lách, biểu diễn tốc độ cao. Vừa rồi là những thông tin thời sự nổi bật trong tỉnh. Tiếp tục chương trình, mời quý vị cập nhật những thông tin thế giới. Thưa quý vị, bắt đầu từ ngày 5 tháng 5 tới, Triều Tiên sẽ hợp nhất múi giờ của nước này với Hàn Quốc trong một nỗ lực thúc đẩy sự hòa giải và thống nhất giữa hai miền trên bán đảo Triều Tiên. Đây là thông báo mới được đưa ra ngày 30 tháng 4 của Quốc hội Triều Tiên và là diễn biến tích cực mới nhất sau cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử tại làng đình chiến Panmunjom hôm 27 tháng 4 vừa qua. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA vừa đưa tin, đoàn chủ tịch Hội đồng Nhân dân tối cao, tức Quốc hội Triều Tiên, đã quyết định hợp nhất múi giờ của hai miền Bắc Nam. Động thái của Bình Nhưỡng được đưa ra sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc ông Moon Jae-in hôm 27 tháng 4 vừa qua, đã bất ngờ đề xuất chỉnh múi giờ của nước này sớm lên 30 phút để trùng trở lại với múi giờ của Hàn Quốc. KCNA dẫn lời nhà lãnh đạo Kim Jong-un khẳng định động thái này là bước đi thực tế đầu tiên để hòa giải và thống nhất dân tộc. Mỹ sẽ tiếp tục chiến dịch gây sức ép tối đa với Triều Tiên, bất chấp những diễn biến tích cực trên bán đảo Triều Tiên sau hội nghị thượng đỉnh liên triều vừa qua. Tuyên bố này được Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ, ông John Bolton, đưa ra ngày 29 tháng 4.
Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ ông Sean Bolton cũng phủ nhận việc Mỹ sẽ di chuyển các tàu chiến và máy bay có trang bị vũ khí hạt nhân khỏi khu vực Đông Bắc Á để ủng hộ lời kêu gọi phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, đồng thời cho rằng Triều Tiên sẽ phải xóa bỏ hoàn toàn chương trình hạt nhân trước khi nhận được bất cứ động thái nhượng bộ nào của Mỹ. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nhật Bản ông Taro Kono ngày 30 tháng 4 thông báo sẽ có cuộc gặp với tân Ngoại trưởng Mỹ trong ngày 1 tháng 5 tại thủ đô Manan của Jordani để thảo luận về các cách thức phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Trong một động thái liên quan, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cùng ngày thông báo Ngoại trưởng Vương Nghị sẽ thăm Triều Tiên vào ngày 2-3 tháng 5 tới. Chuyển sang khu vực khác, tiếp tục chuyến công du Trung Đông, tân Ngoại trưởng Mỹ ông Mike Pompeo đã tới thủ đô Tel Aviv của Israel và có cuộc gặp với Thủ tướng nước chủ nhà ông Benjamin Netanyahu để thảo luận về các diễn biến trong khu vực, trong đó có các động thái của Tehran cũng như thỏa thuận hạt nhân quốc tế với Iran. Tại cuộc gặp, Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh hợp tác mạnh mẽ với các nước đồng minh thân cận là yếu tố then chốt để giải quyết những vấn đề bất ổn tại Trung Đông cũng như trên toàn thế giới. Về thỏa thuận hạt nhân Iran, tân Ngoại trưởng Mỹ ông Mike Pompeo cho biết Tổng thống Donald Trump vẫn đang yêu cầu bổ sung một số điều khoản mới, và nếu không thể bổ sung, Washington sẽ rút khỏi thỏa thuận này. Về phía Israel, Thủ tướng Netanyahu cho rằng Iran phải ngừng theo đuổi bom hạt nhân và khẳng định Israel và Mỹ sẽ quyết tâm ngăn chặn hoạt động này. Chuyến công du của Ngoại trưởng Pompeo diễn ra trước thời điểm Tổng thống Mỹ ông Donald Trump sẽ đưa ra tuyên bố vào ngày 12 tháng 5 tới về quyết định liên quan đến thỏa thuận hạt nhân Iran được ký năm 2015 giữa Iran. Hôm qua, lãnh đạo các nước Anh, Pháp và Đức đã có cuộc điện đàm để thảo luận về vấn đề thương mại và hạt nhân Iran. Người phát ngôn chính phủ Đức vừa cho biết, trong cuộc điện đàm của ba nhà lãnh đạo Anh, Pháp, Đức, Thủ tướng Đức bà Angela Merkel, Tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh bà Theresa May đã nhất trí rằng Liên minh châu EU cần bảo vệ 28 nước thành viên trước các biện pháp thuế quan của Mỹ, dựa trên những quy định đa phương quốc tế. Lãnh đạo ba nước cũng nhấn mạnh Washington không nên tiến hành các biện pháp thương mại nhằm vào EU, nếu không khối này sẽ sẵn sàng bảo vệ lợi ích của mình trong khuôn khổ trật tự thương mại đa phương. Về vấn đề hạt nhân, lãnh đạo ba nước trên nhất trí cho rằng việc duy trì thỏa thuận hạt nhân Iran là phương thức tốt nhất để ngăn Tehran đạt được vũ khí hạt nhân. Các nhà lãnh đạo cho rằng thỏa thuận hạt nhân cần được mở rộng để bao hàm thêm những lĩnh vực khác như tên lửa đạn đạo và các bước tiếp theo sau khi thỏa thuận hết hạn. Tiếp tục chuyến công du Ai Cập, hôm qua Ngoại trưởng Pháp ông Jean-Yves Le Drian đã có cuộc gặp với Tổng thống nước chủ nhà Abdel Fattah El-Sisi để thảo luận về những vấn đề khu vực, trong đó có những diễn biến ở Libya cũng như củng cố quan hệ song phương. Thông báo của Phủ Tổng thống Ai Cập cho biết, tại cuộc gặp, giới chức Ai Cập và Pháp đều nhất trí rằng tình hình tại Libya đã có tiến triển nhất định, đòi hỏi phải tổ chức bầu cử trước cuối năm nay. Tổng thống El-Sisi cũng lưu ý cuộc xung đột tại Libya đang ảnh hưởng đến an ninh và ổn định ở khu vực Địa Trung Hải. Tổng thống El-Sisi tái khẳng định giải pháp chính trị là con đường duy nhất đưa Syria thoát ra cuộc xung đột hiện nay, nhưng theo cách bảo đảm sự thống nhất lãnh thổ của quốc gia Trung Đông này. Về phần mình, Ngoại trưởng Pháp Le Drian mong muốn duy trì tham vấn và phối hợp với Cairo trong các vấn đề khu vực. Phát biểu cùng ngày trong cuộc họp báo chung sau hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Salman Shukri, ông Le Drian cũng cho rằng sau bầu cử tại Libya cần phải đảm bảo rằng mọi phe nhóm quân đội và lực lượng vũ trang sẽ tái thống nhất nhằm cho phép quốc gia Bắc Phi này thiết lập lại công cụ duy trì an ninh cần thiết. Liên quan đến những diễn biến nóng bỏng tại chiến trường thực địa Syria, truyền hình nhà nước Syria vừa đưa tin một vụ tấn công tên lửa đã nhằm vào các cứ điểm quân sự của quân chính phủ ở khu vực nông thôn thuộc các tỉnh Hama và Aleppo đã xảy ra trong tối 29 tháng 4. Vụ việc trên diễn ra sau khi quân đội chính phủ Syria trong tuần qua đã có nhiều bước tiến tại miền đông nước này. Dù không cho biết đối tượng đứng sau vụ tấn công, song truyền hình nhà nước Syria khẳng định các vị trí quân sự ở vùng nông thôn Hama và Aleppo đã là mục tiêu của một đợt gây hấn mới bằng tên lửa thù địch vào khoảng 10 giờ 30 phút tối ngày 29 tháng 4. Một thông tin khác cho biết căn cứ của trung đoàn 47 tại Hama đã bị tấn công gây cháy lớn và nhiều tiếng nổ làm rung chuyển Hama. Hệ thống phòng không Syria đã đáp trả đợt tấn công tên lửa. Vụ việc trên diễn ra sau khi quân đội chính phủ Syria trong tuần qua đã đánh bật các tay súng phiến quân thuộc lực lượng dân chủ Syria do Mỹ hậu thuẫn tại vùng nông thôn tỉnh Diyarbakır, miền đông Syria.
Hôm nay, quân đội Syria đã đạt được một thỏa thuận với phiến quân về việc sơ tán trại tị nạn Jabhat của người Palestine ở phía nam thủ đô Damascus. Trại tị nạn này hiện phần lớn nằm dưới quyền kiểm soát của các tay súng thuộc tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Các tay súng tại Jabhat được phép rời đến những khu vực phe đối lập đang kiểm soát ở tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria, và đổi lại phiến quân nới lỏng dòng chay các thị trấn Karafia và Foa ở vùng nông thôn Idlib trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, tin không cho biết thêm chi tiết về danh tính các nhóm phiến quân được sơ tán khỏi trại Jabhat, vốn phần lớn nằm dưới sự kiểm soát của các tay súng IS và nhóm phiến quân có liên hệ với Al-Qaeda. Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đêm 30 tháng 4, toàn tỉnh tiếp tục duy trì nền nhiệt cao cả ngày và đêm. Về đêm, mức nhiệt dao động trong khoảng từ 26 tới 28 độ. Ngày mai trời nắng, một số nơi có nắng nóng. Mức nhiệt ban ngày tăng nhẹ so với hôm qua, dao động từ 33 đến 35 độ. Không khí oi bức nhất là vào thời điểm trưa chiều. Thời tiết nắng nóng và dịp nghỉ lễ không thuận lợi cho hoạt động vui chơi ngoài trời do dễ xảy ra say nắng. Đối với trẻ em còn có nguy cơ xảy ra các bệnh về đường tiêu hóa nên các bậc phụ huynh cần lưu ý. Khu vực thành phố Vũng Tàu mây thay đổi, đêm không mưa, ngày mai trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, độ ẩm từ 62 tới 85%. Khu vực huyện Côn Đảo mây thay đổi, đêm không mưa, ngày mai trời nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, độ ẩm từ 70 tới 85%. Thời tiết vùng biển Vũng Tàu, Côn Đảo có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, biển bình thường. Trời nắng ráo, biển êm là điều kiện thời tiết thuận lợi cho hoạt động hàng hải và hoạt động đánh bắt của bà con ngư dân. Tại Vũng Tàu ngày 1 tháng 5 năm 2018, mực nước cao nhất 390 cm xuất hiện lúc 3 giờ, thấp nhất 130 cm xuất hiện lúc 21 giờ 10 phút. Thông tin dự báo thời tiết đã khép lại chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin thời sự nổi bật trong bản tin 21 giờ 50 phút tối nay. Mời quý vị đón theo dõi. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam.